có hủ tiếu rồi. Ôi, nhìn ngon quá đi. Ôi, là còn nhiều nữa chứ. Ở trong hẻm như vậy thì bán mắt không có được đâu. Mọi người không phải người ở đây đúng không? Đúng vậy, nhưng em đã từng tới đây ăn cùng với bạn em cũng đã lâu lắm rồi. Chắc là lúc lớp 9, lớp 10 gì đó. Vậy chắc là sẽ gặp ba của chị. Lúc còn trẻ chị chỉ đi học, không có giúp ba chị buôn bán gì hết. Em cũng tới ăn một lần thôi à. Lúc đó vừa mới chuyển trường nên em đi ăn với bạn. Chị có biết Thi Đa Kịch không hả? Cậu ấy là bạn của em nhưng lâu lắm rồi không gặp lại nhau. Thế cậu ấy nói nhà cậu ấy ở trong cái hẻm này. Hình như không có người nào tên này. Vậy khoảng bao nhiêu tuổi hả? Thì tuổi cỡ bằng tụi em. Trắng trẻo, cao ráo và đẹp trai. Trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai. Ẹt sao? Hả? Nè Ed, việc mới của chúng ta, anh sẽ dùng cái tên Stefan. Anh muốn có cái tên kiểu nước ngoài một chút. Ôi, cô Sỏn, sao mặt lại căng thẳng dữ vậy? Chúng ta phải kết thúc vụ của Guernica nhanh hơn dự tính. Ôi, tại sao vậy? Không phải là chúng ta còn có một số tiền lớn mà chúng ta phải moi từ Guernica sao? Tại vì có một số việc bất ngờ, sợ sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Nếu trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai vào thời đó thì trong hẻm có một người tên là Ed. Chị gặp cậu ấy khi giúp ba bán lúc được nghỉ học đó. Ed là người hay ngại ngùng, cậu ấy không hay nói chuyện đâu. Thường tới xin ăn vào lúc tiệm đóng cửa, nhưng mà không nói chuyện gì với chị hết mà nói với ba chị thôi. Nếu là cậu Ed đó thì cậu ấy đã chuyển tới nơi khác sống lâu rồi. Vậy giờ ba chị có ở đây không? Có nói chuyện được không? Dạo này thì thường hay đau ốm, 3 ngày khỏe, 4 ngày bệnh. Bình thường ba chị cũng tới tiệm, nhưng bữa nay đi bác sĩ rồi. Có chuyện gì muốn hỏi ba chị hay sao vậy? Em muốn hỏi xem Ed có phải bạn em không? Chị cũng không chắc ba chị có giúp được điều gì không, vì bây giờ ba chị cũng đã già rồi. Nhưng mà nếu tụi em muốn biết gì thì bữa sau lại tới đi ha. Dạ xin cảm mời. Cảm ơn chị. Xin mời vào trong. Dạ, vậy mọi người cứ tự nhiên ha. Cảm ơn nha. Rốt cuộc là anh ấy chưa từng ở đây hay là chuyển đi rồi đổi tên chứ? Nếu chưa từng ở đây thì đưa cậu tới tiệm hủ tiếu để làm gì chứ? Nó cũng không có gì ấn tượng mà. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc ai là Thi Đa Kịch trước, đúng không? Có thể anh ta thật sự không ở khu này, hoặc là tên Ed, sau đổi tên rồi chuyển chỗ ở khác, rồi đi gây dựng sự nghiệp và trở nên giàu có. Chúng ta phải quay lại, tới tìm lại ba anh ta một lần. Nhưng ánh mắt anh ta hôm đó rất thật, rất là thật đó. Mình thấy nó rất là... Mình nghĩ dù sao cũng tới rồi, ghé vào hẻm xem thế nào không? Ừ. Ôi, quán kem đá bào hôm nay không mở rồi. Mình nghĩ ngày bình thường chắc là người ta đi làm hết rồi. Rồi giờ cũng không hỏi ai được nữa, không có ai hết. Anh ơi, xin lỗi anh nha. Khoan đã, để mình hỏi cho. Nè anh à, anh đợi một chút đã. Chuyện là chúng tôi đang đi tìm người bạn có tên là Thi Đa Kịch. Chúng tôi không được gặp đã nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ nhớ là cậu ấy ở quanh quanh khu này. Không biết là anh trai có biết là cậu ấy còn ở trong khu này không?
Tôi vừa chuyển tới đây ở vài tháng thôi, không quen biết ai hết. Dạ. Sao rồi hả? Thì anh ấy không biết. Mình nghĩ là nếu tới tìm người thì nên tới cuối tuần đó, ngày bình thường không có ai hết. Được rồi, vậy thì chúng ta tới nhà anh Trao đi. Tới giúp nhau nghĩ xem có cách gì khác hay không. Ừ. Được thôi, vậy mình xin phép qua công ty, có sổ sách cần giao cho bác Diệp. Ừ. Phải đi lấy xe nữa, gửi nhiều ngày rồi. Ừ. Ok. Bọn đó đã đi tìm người tên là Thiraki. Tìm nơi khác dự phòng sẵn đi. Chuẩn bị tất cả các giấy tờ đầy đủ sẵn sàng để rời đi luôn. Được. Lần này chúng ta sẽ đi nước nào đây? Để tôi biết đường chuẩn bị đúng hồ sơ. Chúng ta sẽ lấy tên gì đây? Tôi tên là Stephen. Lý lịch là cựu nghiên cứu viên phòng thí nghiệm nổi tiếng Singapore. Bắt buộc phải xin nghỉ việc để đi chăm sóc cho vợ bị ung thư và phải trị liệu tới nỗi nghĩ ra được công thức điều chế kem. Bi thương vậy hay không? Tôi nghĩ là mọi người sẽ thích. Singapore. Ơi, Manny. Trời ơi. Nè, em đi đâu ghé vậy hả? Chị mừng quá đi à. Lâu rồi mới được nhìn thấy đủ mặt hai đứa ở công ty nghe. Ê, chị sẽ nói cho Mót với bà, chắc chắn hai đứa đó sẽ rất là vui. Ê, không cần đâu chị Chung, để Manny tự đi trong studio hả? Ok, mình đi 10 phút nha. Vậy cậu nói chuyện với chị Chung trước nha. Mình đem tài liệu cho bác Diệp đã. Ừ, được rồi. Đi, uống cà phê. Dạ. Qua đây. Quan chút, quan chút. Ừ. Xin chào. Ê, chị Manny. Ui. Chị Manny. Ui. Ui, vui quá đi. Vui kinh khủng luôn. Vậy là tốt hay không hả? Hả? Chị, quay về làm việc đi nha chị. Đúng đó, cô đơn lại còn ngơ ngơ và rất buồn chị. Tại sao vậy? Có vẻ cô đang quắc, đang cố đem người của bà ta vào thay những người cũ của mình. Mà bỏ qua chuyện của Chen đi, bởi vì cô ấy đã gặp chuyện không hay. Nhưng mà những chuyện khác, chị thấy cách cư xử của cô đang quắc rất là lạ. Thời điểm chị quê bận rộn chuẩn bị đám cưới và tuần trăng mật trong những ngày vừa qua, cô quắc gần như ngày nào cũng vào đây để làm việc luôn đó. Ừ, giống như một nhân viên chính thức của công ty mình vậy. Đúng vậy, ngày nào cũng tới sớm về trễ hết đó. Bà ấy làm việc ở bàn của chị quê, kiểu rất là tự tin, rồi còn dặn người này người kia. Rồi, được rồi, em hiểu rằng họ chính là người nhà của nhau. Nhưng mà đôi lúc em rất là thắc mắc, ai mới là chủ của công ty chúng ta? Cậu đã nói chuyện với quê chưa? Chuyện này chị vẫn không dám nói với quê, bởi vì họ là người nhà mà. Và thật sự chị cũng chuẩn bị nghỉ việc. Sao vậy chị Chung? Chị Chung ở lại giúp quê không được sao chị? Nè, Manny cũng đang cố gắng ngăn cản chị nghỉ việc ở đây. Chị cũng sẽ cố gắng ở lại giúp đỡ. Nhưng mà nếu lâu quá chị chịu không có nổi, chị không yên tâm một chút nào, chị không thích.
nên chỉ muốn Ban Thao gặp và nói Manny quay về giúp đi. Bởi vì với vị trí của Manny thì chắc chắn sẽ giúp quê nhiều trong tình cảnh như bây giờ. Được rồi, đã xong. Cũng hên là bác đã nghe lời của cô Quắc, gửi đi là có được chữ ký ngay. Gửi cho dì Quắc sao? Dạ, vì đúng lúc hôm đó cô Quắc đang có ở công ty mình, ngày mà cậu Ban Thao tới đón cô về đi đó. Tôi cứ tưởng dì ấy về trước rồi chứ. Không có, bà ấy ở trong studio, chắc là vào trong đó để lấy đồ. Và bác cũng có thấy cô Quê loáng thoáng, nên bác đã cố gắng để gọi cô Quê với cậu Ban Thao mà không ai nghe hết. Nên bác không yên tâm và cứ đứng thấp thỏm quanh quẩn ở đó. Rồi cô Quắc nói với bác là gửi cho cổ cũng được. Lần sau không cần gửi cho ai hết. Thì thật ra lúc đầu bác cũng không có định gửi đâu. Nhưng mà cô Quắc lại hỏi bác là sau khi thấy cô Quê xảy ra chuyện với Chen, cô nghĩ là ngày hôm sau Quê sẽ tới công ty để mà làm hay sao? Bác xin lỗi nha Quê, từ bây giờ bác sẽ không gửi cho bất cứ ai cái gì nữa đâu. Nhưng mà cái này là tài liệu rất quan trọng và gấp thật sự luôn đó. Còn có cái này là tổng hợp chi tiêu mà cô Quắc đã xuất ra trước. Cô Quắc nói là số tiền này nói cô Quê thanh toán trả vào tài khoản của cổ. Cô Quê lấy xem con số đi nha. Tại bà ấy để vào phong bì nên bác không dám mở. Để Quê tự mở cho. Cô Quê à? Chuyện bác muốn nói là hôm đó khi cậu Ban Thao tới công ty đón cô Quê, lúc mà hai người nắm tay nhau đi ra, bác thấy cô Quắc lén chụp lại ảnh hai người. Bác nghĩ là cô Quê nên biết chuyện này thì hơn. Đi. Vậy Manny, cậu đi xe cùng với Quê nha. Ừ. Anh chào à, lát bọn em tới gặp anh. Ôi, tới làm cái gì? Nè, tụi em coi nhà của anh là cái sân ga hay sao vậy? Nhưng anh là người lớn nhất trong nhóm, thì phải là người để bọn em nương tựa chứ. Chúc gặp lại ha. Ê, lái xe cái kiểu gì vậy? Tới lúc tông cho lại loạn lên ha. Bám theo Quê sao? Mình chờ Ban Thao tới rồi cùng vào luôn ha. Ừ, được.
Khi nãy có ai lái mô tô tới không? Thì cũng có. Sao vậy? Đụng độ gì hay sao? Không phải vậy, xe mô tô đó có làm gì không? Người đó không hề làm gì hết. Có gì sao? Điên quá à. Ai theo dõi chứ? Cậu chắc chứ Ban Thao? Chắc chắn. Mình đã đi theo hắn mà. Liệu có nguy hiểm gì không? Mình đã chụp ảnh biển số xe rồi. Nếu có chuyện thì còn có thể báo án lên. Báo luôn đi, nhanh lên. Mau. Đừng vội. Nếu thật sự có người theo dõi thì mình muốn biết đó là ai, để làm gì. Ban Thao, hôm nay bác Diệp nói là gì quá lén chụp ảnh hai người chúng ta đó. Nếu bà ta muốn gây chuyện với chúng ta thì có khi là sẽ cho người đi theo dõi chúng ta đó. Trời, rối quá đi. Vậy chúng ta đang tìm cách để bắt đứa cháu hay là bắt bà gì vậy? Quê. Quê. Quê à. Em còn yêu hắn ta. Có đúng vậy không? Em kết hôn rồi mà anh. Nếu như bây giờ em phải chia tay thì Quê vẫn muốn biết rõ ràng đó. Không chung thủy là một chuyện. Chuyện có nói dối về ba hay không cũng không biết. Nhưng đêm đầu tiên kết hôn mà biến mất thì Quê thấy không đúng lắm. Quê muốn biết anh ta đã đi gặp ai. Cậu, giả sử nha, giả sử đêm đó anh ta đi gặp Chen thì xong chuyện không? Mình nghĩ không phải là Chen. Ngủ với cô ta trước mình chắc là người quan trọng hơn. Đó chính là người mà mình muốn biết. Em à, anh có chuyện này muốn nói. Anh lấy hình này từ đâu ra? Bạn của anh trước đây là phóng viên, nhưng bây giờ đã đi làm sự kiện rồi. Cậu ấy có sự kiện ở một khách sạn. Một ngày nọ cậu ấy đi từ bên ngoài vào một nhà vệ sinh, cho nên mới nhìn thấy đó. Cựu phóng viên đó đã lấy điện thoại của mình ra chụp lại tất cả luôn, rất là kịp lúc. Anh đã phải quỳ lại cậu ta luôn đó. Anh biểu cậu ta đừng có gửi cho ai hay là nơi nào vì không muốn lên báo. Anh đã suy nghĩ rất nhiều là không biết có nên nói với em hay không đó Quê à. Vì cũng có thể là không có gì hết, cũng có thể chỉ là tình cờ thôi, em hiểu không? Buộc cảm sao? Rồi sau đó. Còn sau đó nữa hả? Khi bạn anh xong việc thì cậu ta đi tán tiếp ở một góc khác trong khách sạn, thì thấy Thi Ra Kiệt ở cùng với một người phụ nữ. Người đó không phải là Bukan. Vì thời gian nghỉ giải lao thì xuất hiện ảnh này. Quê à, anh xin lỗi nghe. Biết là đau lòng, nhưng mà anh cần phải nói rõ. Trong một ngày mà chồng của em hẹn hò cùng một lúc với hai người luôn. Đưa em coi coi. Rốt cuộc cô kêu mục tiêu gần đây của chị mà tôi đang lên kế hoạch cắt bỏ hả?
và chị Sỏn không muốn tìm mục tiêu quanh khu vực Đông Nam Á này nữa. Vậy chúng ta tới khu vực Bắc Âu nha. Tôi muốn đề xuất Latvia, bởi vì ở đó hiện tại đang rất thiếu nam giới đó. Lần này ẹt khỏe luôn rồi nha. Latvia nghe cũng thú vị đó. Vì nơi đó xa xôi không nhiều người biết tới, rất hợp để làm nơi khởi nghiệp. Đúng. Chúng ta phải làm tới mức này luôn sao? Nè, vẫn còn mặt mũi để hỏi nữa sao? Hả? Dì sẽ kiểm tra xem thử coi bọn họ mò mẫm và đã điều tra chúng ta được bao nhiêu rồi. Nếu như gần đụng tới mình thì mình bay luôn và phải sống thầm lặng một thời gian. Vậy tôi sẽ đi điều tra quê trước đã nha. Ừ. Không biết là bọn họ tới nhà ai đây? Là nhà của anh Châu, họ rất thân với nhau. Vậy cậu ta làm nghề gì? Có cần phải lo không? Không cần phải lo đâu. Hình như là cựu phóng viên thôi. Gọi cho Winika đi, rồi hỏi xem nó đang ở đâu. Sau đó thử moi thông tin xem nó đã biết được những gì rồi. Alo. Quê anh vừa mới về tới căn hộ rồi nè. Bây giờ em sao rồi? Có ổn không? Em không ổn. Đừng nhìn mình như vậy được không? Là mình cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu cũng đừng nhìn bản thân như vậy, bởi vì cậu không thể trách ai hết. Mình cần phải nói chuyện với anh ấy, nói rõ ràng mọi chuyện. Mình cần phải chắc chắn rằng mình... Mình hiểu là cậu phải biết được rõ ràng. Mình cũng biết là điều đó rất quan trọng với cậu. Mình cũng hy vọng như vậy. Mình cũng hy vọng là mọi thứ kết thúc tốt đẹp. Mình hy vọng là cậu và anh ta có thể cùng bước tiếp. Vậy cho nên cậu đừng có cảm thấy tồi tệ nữa. Cậu không hề làm gì sai hết. Cậu chỉ yêu một người mà cậu muốn yêu thôi.
và mọi người ai cũng đều như vậy. Nói chuyện cho rõ ràng nha, để có thể ra quyết định. Và một khi đã quyết định thì phải suy nghĩ cho cẩn thận, bởi vì cuối cùng dù cho cậu có quyết định thế nào thì mình, Manny và anh Châu vẫn sẽ đứng yên ở chỗ cũ, sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi thứ. Đồng ý chứ? Thì đã kịch gọi tới đúng lúc, nên Quê muốn anh ta quay về để giải quyết. Nên chuyện kết hôn là chuyện quan trọng của mọi cô gái. Nếu không tồi tệ quá thì không ai muốn chia tay đâu. Cho cô ấy chút thời gian nha. Ừ, đúng rồi, cứ quyết định như vậy đi, cho nó đi tới hết đường. Nếu vấp ngã thật sự thì chúng ta sẽ kéo cả bầy tới đứng đợi bạn của mình vậy. Ừ. Con quay về lừa cô ấy trước. Được. Làm cho nó rối não tới nỗi không quản lý được công ty. Còn chuyện tiền, dì sẽ xử lý. Dạ. Jen, đó là gì vậy? Chắc là mấy người điên tới giết bậy bạ đó. Thiệt là ám ảnh mà. Đêm qua hắn đã đi theo Jen, rồi gõ cửa đùng 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 đùng, chị có nghe thấy không? Chị không biết gì luôn, chị vừa tan ca mới về tới. Ui, cái này kiểu như muốn dọa cho sợ đó. Jen, em thử suy nghĩ kỹ lại xem là có gây chuyện với ai không. Em hãy cẩn thận đó nha Jen. Chết thiệt. Alo, hôm nay cậu có rảnh không? Mình có chuyện cần lời khuyên. À, gần nhà cậu cũng được. Được, được. Cậu nghĩ mình đã làm gì đây? Tưởng mình sợ sao? Mình sẽ phơi bày mọi chuyện. Cậu phơi bày với ai? Thì phơi bày với chị Quê chứ ai. Mình sẽ lật tẩy rằng Đăng Quốc biết hết tất cả mọi chuyện.
bà ta lại còn là người mở đường cho mình nữa. Kêu mình điều tra chị Quê rồi báo cho bà ta. Cậu, vậy giữa cậu với chồng của cổ, cổ tin ai? Cậu nghĩ đi. Khốn thiệt, dùng mình làm mồi để dụ cá, lúc không còn tác dụng gì nữa thì bỏ mình đi. Chờ mà coi, mình sẽ làm cho chúng phải thất bại. Cậu làm để làm gì? Hỏi thật cậu chịu đứng sau như vậy hả? Mình không chịu đứng sau đâu, mình phải đứng số 1. Và mình biết là mình sẽ làm được thôi. Vì người như chị Quê chắc chắn không chịu để yên chuyện này đâu. Nếu như mình chịu đựng được hơn thì vụ này mình sẽ thắng cũng không chừng. Nhưng mà bây giờ mình thấy hơi sợ, mình không muốn về phòng. Mình biết, nên mình mới kêu cậu tới ngủ với mình đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có chuyện gì cần thì cứ nói. Đi trước nha. Tạm biệt, lái xe cẩn thận nghe. Gặp sau, gặp sau. Tạm biệt. Nếu bạn Thao còn mắc kẹt ở trong xe John của tình bạn, và cậu ấy nói yêu mình đêm đó, thì chắc mọi chuyện đã khác đi nhiều. Trời ơi, cậu... Đêm đó thật sự mình đã uống say khướt, Manny. Nhưng mà mình không có điếc. Cậu yêu nó rồi, giờ cậu tính sao? Không được. Cậu cũng biết không phải sao? Tình bạn là thứ kéo dài mãi mãi, nên chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Biết rồi. Mình đã nghe và mình đã hiểu được, nên mình tôn trọng quyết định của bạn Thảo. Nhưng mình cũng không thể không nghĩ, nếu như lúc đó chúng mình thật sự quen nhau, mọi chuyện sẽ thế nào. Đi, chúng ta cũng về thôi. Đi. Nè, về cẩn thận đó, có gì thì gọi điện nghe. À nè, sau khi hai người đi rồi, anh sẽ chạy ra phía sau coi có thật là có ai lái xe theo không, rồi anh sẽ nhắn tin. Dạ được. Đi. Là thật đó, có người lái xe theo sau, phải cẩn thận đó nghe. Cậu, anh Chào nói là có người lái xe theo sau. Đang đi theo, không phải sợ. Bành Thao nói là đang theo sau, không phải sợ.
Sao anh lại theo dõi bạn tôi? Theo dõi gì? Bạn tôi ở căn hộ này cho nên tôi tới tìm không được hay sao hả? Anh đợi chút đã. Chuyện là chúng tôi đang đi tìm người bạn có tên là Thi Ra Kịch. Chúng tôi cũng không được gặp đã nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ nhớ là cậu ấy ở quanh quanh khu này. Tôi vừa chuyển tới đây ở vài tháng, không quen biết ai hết. Anh là người trong con hẻm đúng không? Lúc trưa tôi mới hỏi đường anh nên tôi nhớ mặt anh mà. Nói bậy, tôi chưa từng gặp cậu, đừng nói bậy nha. Ê, tính đi đâu vậy? Tôi nói là tôi tới tìm bạn mà. Buông ra. Vào đây nói chuyện rõ ràng. Buông ra có nghe không? Sao lại theo dõi bạn tôi? Tôi tới tìm bạn. Ai thuê anh tới? Tôi nói tôi tới tìm bạn, sao cậu xí vào làm gì? Buông. Tôi nói là buông ra. Ai thuê anh tới theo dõi? Anh buông kia. Anh gì ơi? Tôi tới tìm bạn mà. Hai người có chuyện gì vậy? Cậu cứ đi về trước đi nha. Mình sẽ đậu xe lại đợi một chút, rồi mình sẽ quay xe chạy theo sau coi sao. Anh nói bạn anh là điều tra viên, tới đợi ở căn hộ của quê chưa? Xong xuôi rồi, tới nơi thì gọi cậu ta. Cảm ơn anh. Quê, người đã đi theo sau cậu chính là người chúng ta gặp ở quán hủ tiếu. Hắn ta luôn đi theo sau chúng ta đó. Và mình chắc chắn là không phải Thi Ra Kịch thì là Đăng Quát làm chuyện này. Em muốn chúng ta bắt đầu từ chuyện nào trước? Nói chuyện hôm trước cũng được. Và một người phụ nữ nữa mà anh tới gặp cùng một ngày. Ok thôi. Hôm đó tụi anh hẹn gặp em gái của bạn anh tên là Keo. Bọn anh đã thân nhau từ trước. Và anh cũng vô tình gặp Pukan. Anh đi đụng trúng cô ấy. Cả hai cùng không thấy nhau. Và cô ấy sắp bị ngã nên anh mới đỡ lấy. Sau đó anh đi ăn cơm với Keo tiếp. Chuyện thật sự chỉ có như vậy. Còn chuyện của Jen, anh đã quyết tâm kết thúc mọi thứ rồi. Anh thật sự quyết tâm. Tốt lắm. Vậy bây giờ có sẵn sàng không? Giờ gọi cho Jen ngay trước mặt quê. Sau đó thì gọi hẹn em Keo. Rủ bạn của anh tới cùng cũng được. Quê muốn gặp cả hai. Gọi cho bé Chen hay Keo trước mới tốt. Alo anh Thi. Alo Jen. Anh Thi à. Anh Thi, anh tới nhà đón Jen được không anh? Jen có chuyện muốn kể cho anh nghe. Rồi nói tiếp chuyện của chúng ta nữa anh à. Jen, anh chỉ muốn gọi để nói với Jen là anh sẽ không liên lạc với Jen nữa. Không được đâu anh. Anh không thể làm như vậy với Jen được. Jen không chịu đâu. Không chia tay. Vậy chuyện anh nhờ Jen làm trợ lý thì sao?
còn chuyện công việc nữa. Chen đã im lặng theo như lời anh nói rồi còn gì. Sao anh không hỗ trợ cho Chen gì hết vậy? Anh để cho Chen bị đánh bị đuổi đi như vậy mà coi được hả? Chen cũng là vợ của anh mà anh. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như anh vẫn cương quyết là bỏ Chen như vậy thì Chen sẽ đi nói ra hết tất cả mọi chuyện. Sẽ đi nói hết ra rằng bà Quách, bà ấy chính là người. Ơi!